qua cầu làng Bảng. Hôm qua thì mình mới làm xong cái mạch gọi là tự động ngắt, nhưng mà vì là tình hình là mình cũng đang phải trải nghiệm thêm một tí, với thứ hai nó chưa đóng cái cắt đóng kịp video. Thì đây chính là cái mạch mà tự động ngắt này. Nó dùng một con D718. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ có một cái hướng dẫn gọi là đơn giản, siêu đơn giản nhất cho tất cả những cái bạn mà gọi là ngại điện tử, ngại làm nhanh chóng nhất. Nếu như các bạn có một cái nguồn cục laptop để sạc, ví dụ như cái cục như thế này, nguồn nó ra khoảng độ 18,5V hay là 19V, thì với thông số là 4,5A thì các bạn chỉ việc làm một cái mẹo rất đơn giản để sạc IQ mà không nhất thiết phải làm một cái mạch cầu kỳ, đó là sử dụng một cái bóng điện như thế này. Bóng điện này thì nó sẽ có thể sạc được với dòng với bình IQ 10A, 6A, 10A, 20A và thậm chí là 30A. 20A, 10A đến 20A thì các bạn dùng hai cái sợi như thế này nối về một bên, còn cái đầu này nối một bên, có nghĩa là chập hai sợi đốt của nó. Có thể nối sạc được bình 20A đến 30A, mà 30A thì hơi yếu thì các bạn 30A bác thêm cái bóng nữa thì là chạy vô tư luôn. Thì cái cách đơn giản là các bạn chỉ cần việc nối nó với cái dương nguồn, cái dương nguồn của cái đầu ra của cái bộ này này, đó là cái bộ 19V. 19V này có thể sử dụng nguồn của năng lượng mặt trời, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái cùng nguồn laptop, đều như nhau hết, đều là nguồn 19V VGC. Thì các bạn chỉ việc đấu vào cái bóng này và sạc vô tư, chỉ có điều là nó không tự ngắt được, mà muốn tự ngắt thì phải làm cái mạch như thế này. Và ngày mai thì mình sẽ giới thiệu, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn một chút về cho các bạn nhìn hình ảnh là đơn giản như sau. Dương thì các bạn nối với đầu bóng điện, các bạn đấu đầu nguồn đây, dương đây, và dương là ra đây, còn âm thì các bạn đấu với quy. Như vậy là xong. Ok, rất mong các bạn hãy đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn và mọi người rất nhiều luôn. Hãy chia sẻ video của mình cho mọi người cùng biết. Cảm ơn rất nhiều. Đây, ví dụ như đây cái nguồn adapter đúng không? Và mình đo điện này. Âm cả vào đây nhá. Dương vào giữa này. 18V này. Đây bạn đo vào giữa ở giữa đây là dương này. Bây giờ mình rút cái này ra, mình lấy cái dây dương mình cắm vào đây. Đúng không? Âm mình cắm vào đây, thì âm mình chỉ việc đấu thẳng vào ắc quy luôn này. Như vậy ạ. Còn dương thì mình sẽ đấu cái bóng điện này. Hai sợi này chập lại này. Sợi này riêng này, đấu vào đây. Như thế này là nó đang sạc. Bây giờ mình đo điện là biết có sạc. Bóng hơi sáng này. Lên 16V nữa. Sáng. Như vậy là sạc thôi.